Như các bạn đang thấy, đây là Fast Train Order và tôi đã đặt ra Goku. Goku là gì á? Là waifu chứ đâu phải là cái thằng màu tím trong Dragon Ball đâu. Và bây giờ cho đã là gây hết cho nên chúng ta sẽ phải mua Akion để mà chắc chắn phải rồi. Ok thì tôi sẽ không nghiện ngập đến mức này, nhưng mà con game này nó có bảo hiểm, thành ra là tôi sẽ trở thành một thằng nghiện ngập gay gắt. Chứ mà nếu đéo có bảo hiểm giờ nó cần ba te Dragon Ball dành thì tôi có thể mà chơi theo cái kiểu là ok để miệng nó banner tiếp theo quay, nhưng mà không, game này nó hay cái này dead game. Ừ, cái này dead game. Ok, chúng ta có 800 what the fuck. À không, cái nick này là nick starter mà có tướng thứ mà tôi cần một cái nick mà phải gọi là còn Jin. Thì nó 17 tanh bằng rồi thì hình như là làm hết cúp chuyện rồi treo vào cái năm ấy, sau đó mới bán. Nhưng mà cái thứ mà tôi cần ở đó chính là một cái ạc mà nó kiểu như là có một đống gem đây, 4k 2 gem 50k chắc ghẻ nha. End game này, thế cái end game này nó là nó đi hết cốt truyện ấy rồi, nó làm mọi thứ để có được gem cho mình hết. Ok, nó có được mấy thứ mà tôi đéo quan tâm. Thứ tôi quan tâm nhất đó chính là quà. Thì anh em nào không biết quà, quà thì nó là san cốt, nó viết như thế này đấy, và người ta gọi nó là quạt cốt. Bây giờ chúng ta sẽ mua chứ còn gì nữa, 50k mà. Chúng ta có thích kè, có tao vàng, có thực phẩm, có em hiểu nói cái đéo này đừng quan tâm. Nhưng mà chắc là tôi mua, nhưng mà tôi sẽ không cho mấy ông xem đâu, bởi vì thì không ai muốn người khác biết được mà khẩu tài khoản mình vừa mua kìa. Qua chứng hạt anh biết đấy, tại sao nãy giờ bấm vô mua ngay với thêm chưa rõ hàng nó lại không có, bởi vì VNPT được em có thấy rằng tôi đang bật 4G này đó. Và các bạn ấy, tôi bảo rằng là chuyển khoản sang Momo và đang ngân hàng thì nó sẽ rẻ hơn điện thoại. Cái điện thoại nó để phí giao dịch 10% kìa. Tôi không biết là nó hợp tác với cái web này để scam tôi không, nhưng mà hôm nay tôi sẽ test cho anh em xem. Thử xanh nhà nó cũng gần tôi thôi, đấm nó cũng dễ. Và bây giờ tôi chắc là sẽ chắc là bỏ vào khúc này đi nhỉ. Ok, xong rồi. Thì nó làm cũng khá là đơn giản, đầu tiên là nó có cái nút copy đúng không, nhưng mà chúng ta đeo bóng vô được copy, mà chúng ta bấm vô cái này mới copy được vài chữ hả. Copy cái số điện thoại, sau đó nhìn tên là chủ đúng không, sau đó bấm cho cái copy nội dung này rồi nó sẽ copy cái này rồi chúng ta dán vô và chúng ta ghi tiền rồi hết là nó sẽ tự động nạp. Nhưng mà thật sự thì được hay không thì tôi đéo biết, yên tâm, nhà nó kế gần nhà tôi, có gì tôi đấm nó. Bây giờ chúng ta sẽ check xem là chúng ta đang có gì thì đổi xanh. Mình đang có 50k, bạn đủ số dư để thanh toán này. Ok, khúc này mình nghĩ mình sẽ cắt đi, đỡ lộ tài phải mật khẩu thì hơi... Có vẻ là real anh em. Ừ, có vẻ là real. Tôi vừa mới lưu tài phải mật khẩu, y chang suy nghĩ sau 15 giây là nó nhảy sang cái tài phải mật khẩu đi. Hay là tôi có tính toán, à không, hoặc là cái đó đéo phải tính toán, thì cái đó là cái rén, hay là tôi rén. Ừ, đấy, nói gì thì nó mới hợp lý thôi. Và nó nói hơi lâu, bởi vì cái nick Fed Renoder của tôi thì tôi chỉ mới chơi được 2 ngày thôi. Tôi chỉ có Matsu Best Waifu là Astrofold và một con nhỏ gửi gầm Flop vậy chữ. Nó hẳn ra là đéo ai biết cả, trong mentai tôi xem tôi cũng đéo thấy nó hẳn ra là như vậy luôn, nó hơi bị Flop. Nhưng mà được cái là nó nhìn có vẻ rất là horny và hợp gu tôi. Chúng ta sẽ vào một cái nít mà nó điệp này sao nhìn quen thế nhờ, điệp đây nít tôi mà. Hay tôi bấm nhầm nhỉ, phải bấm vô đây nó mới đúng, anh em để tí đây rồi anh em. Cái nít này nhìn nó lạ hơn này, 4200 dạ chính là nó này mà. Gòn 300 lần sẽ ra thì nó sẽ 900 đá, 900 quạt thì nó sẽ ra một con. Hướng dẫn đéo gì tầm này, bố mẹ được pro layer. Chúng ta có cái đéo gì mà đỏ thế, hồi nào. Thôi cút, cái đéo gì. Ok, đéo kè, mình chúng ta sẽ chắc tứ nha. Furry cái lót bè 7. Có mấy ông nói rằng khi mà mấy ông đi lót bè 7 thì cái máy của mấy ông biến thành một cái nhà máy điện hạt nhân ấy, nó kiểu thế. Ok, đây, Google của chúng ta, còn bên trái, chứ bên phải là Loli, tôi đéo chơi.
Chắc tướng nào, chắc tướng có đúng Matsu rồi. Matsu phải lắm. Đi về phát Matsu với thằng chán đời. Dạ, đúng như tôi dự đoán nè, mấy thằng này nó sẽ mod. Ok, chúng ta có Matsu cấp 1, thằng chán đời cấp 1, một con support bắt cây, mấy đứa hiểu năng. Ok, không nhiều lắm, nhưng mà kệ đi. Nói chung là nó đéo gọn được rồi, phút nước 3 đời rồi. Bây giờ tôi sẽ ngồi gon luôn, mong được phát đầu ấy. Tôi là tôi không tham lam đến thế, tôi không dùng hết bọn ma cả đời này đến mời gon của cô. Bởi vì mấy con này nó có cả bảo hiểm thì để gì phải cho Genshin thôi. Tôi nói thật với mấy ông là tôi chưa thấy con game nào mà nó gon dễ với Genshin cả, sợ luôn. Genshin gon sau khi mà mấy ông lệch ray ấy, thì mấy lần sau một hay là hai lần ít 10 sau thì nó sẽ rất là dễ ra mấy con năm sao nha. Ok, của cô này gon này 11 lần. Một trăm chín mươi bảy x một, 197 x một anh em. Rồi tôi ngồi tôi gọn hết 197 x một đây. Chừng nào tôi gọn có gì hot thì tôi quay trở lại nha. Bài chữ hả? Tôi không biết là cái này nó có tính theo cái kiểu là gì ta? Nó có tính theo cái kiểu là bảo tích của bảo hiểm giống như Genshin không, hay là phải gọi x10 nó có bảo hiểm? Ví dụ như mấy con game khác, phải x10 nó mới tính. Đó. Ok, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ ngồi và gòn như thế này nha. Có gì hóa tôi quay trở lại. Alo, chim sẻ gọi đại bàng. Và đây chính là nó này mà. Đó. Chục cái. Đây chính là cu cu chúng ta bật tiếng lên. Nãy giờ tôi cắm tai nghe, vừa mới rút tai nghe ra. Anh em đoán xem, đây là lần gòn thứ mấy? Đây là lần gòn thứ tư. Yeah, lần gòn thứ tư. Ra cu cu. Phải chữ thật, cái nít cũ gon x10 đéo ra. Tiếp này gon 4 lần ra. X10 2 3 lần gì đó đéo ra. Ok, chúng ta đã có được Goku rồi anh em ạ. Đủ KPI rồi. Còn để số thằng gon còn lại thì tôi sẽ để tích cho những con khác. Thì sao tôi lại chơi Goku? Thứ nhất, Goku nó là meta nó rất là mạnh. Thứ hai là nhìn nó rất hỗn đi, thật sự luôn. Thứ ba là gái trái đất. Bây giờ là ai meta rồi, bây giờ người ta toàn chơi gái mà hành tinh cho thôi, thành ra là gái hành tinh máy đỉnh. Chúng ta sẽ nhét gái ngoài hành tinh vào cho ta-da, ngọt lướt vừa là ok. Sau khi đã có được gái ngoài hành tinh rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ nâng cấp. Và đây là cái khúc mà tôi bắt đầu đuối nhất của cái con game Fate Grand Order này. Không phải là vì tôi lười, mà vì tôi đéo biết nâng cấp nó làm chỗ nào cả. Nếu như mà anh em là một người chơi con game gì ta, Dragon Ball ấy, thì anh em sẽ biết được rằng dù anh em chơi Japan hay là chơi Global ấy, thì nó đều có một cái thứ rất là dễ nhận diện luôn. Nó nói chung là mấy cái biểu tượng này nó chắc chấm anime. Còn tôi thì tôi đéo xem anime, tôi xem hentai, thật ra là mấy cái biểu tượng này tôi cũng đéo biết ấy. Nhưng mà tôi biết chỗ này là nâng cấp rồi. Còn thức tỉnh hay là cái đéo gì đó thì tôi đéo biết. Ok, chúng ta sẽ lên cấp như đây, 50 rồi. Rồi đéo đủ. Có nút nào bấm nâng cấp nhanh không nhỉ? Tiền thì đéo thiếu. Farm dễ rồi chứ. Tại sao nhìn mặt nó đằng thế nhỉ? Rõ ràng nhìn hổng ni thế này mà. Tại sao biểu cảm này đằng như thế? Đéo cười nữa. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Đéo cần cười nữa, tao đéo cần nụ cười của em. À không, đột đồ ra đi, tôi không cần nụ cười của em. Ok, cắn vào này. Kinh nghiệm của cái nít này nó nhiều, nó ít ha. Được cái là cái kia nhiều. Nhưng mà kệ đi, quan trọng là cái kia thôi. Cái kia nó mới là ôi, what the fuck. Nhưng mà tôi sạch máu mũi rồi anh em ạ. Đéo ổn rồi, tôi sạch máu mũi rồi. Gái gú là không nên rồi, sạch máu mũi. Ok. Gai đờ đéo gì, đút hết luôn đi. Có đúng một vai phu rồi. Ở đó mà gai đờ chúng tôi. Phải chở mấy cục này đéo đủ rồi. Okay. Đó. Lên luôn. 8HP và 7K kia. Để gà tóc.
Đó, và đây mới chính là cái khúc quan trọng nhất. Là một hành như bài tôi đã biết tỉnh nắm đầu cả. Thành ra là chút nữa tôi sẽ lên Google và tra Wiki. Nhưng mà ok, chúng ta đã đạt đủ chỉ tiêu hôm nay. Đó chính là what the fuck cái gì đây. Đủ chỉ tiêu hôm nay đó chính là chúng ta đã trở thành vua hai tặc hay là con cái cu gì đấy. Và nếu nào có đi like đăng ký kênh thì xem video này. Cái này cái gì nhỉ? Bỏ lâm tiếp theo nha. Chào đợi các bạn những video phía đằng sau. Bye bye. Ủa? Ok, cái này thức tỉnh này. Nó làm cho đéo nổi nhỉ. Nó làm nó lớn, nghe luôn. Có nước sẽ kiếm thôi nhỉ. À, tôi thấy cụ tèo quá trưởng kìa. Ok, chúng ta có hiện skill mới. Thức tỉnh nằm đâu quá nha. Mới nãy bấm nhầm vô rồi. Lửa đúng không? Lửa chùa. Đéo phải. Hình như đéo phải lửa chùa nè. Nó là cái thẻ đúng không? Không. Cái hình ngôi sao giống như cục nguyên hạch. Đúng rồi, nó là hình cục nguyên hạch nè. Ok. Nhiều đồ quá chữ này, nhận nốt luôn đi. Hai không hai ba HP. Ok. Còn mấy cái món full bí quần. À, đây hỏi xin chặt. Tí nhầm. Đây cũng đéo phải nhân vật luôn nè. Nói chung là nó nhận mấy món khá là linh tinh nha. Thật ra mấy món này là mấy món Elvip, tôi biết rồi đấy, nhưng mà tôi chơi game này vì gái chứ đéo phải là vì Elvip. Còn xanh hàng địch. Thôi đầu xanh, tức là tôi sẽ skip phút này đi chứ nhận cái này nhìn hay chán hả. Ok, cái gì đây? Thank you.